Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh của Chị Tiên Vlog nha. Ơi, 6 giờ rồi mà biết một tin gì chưa mọi người? Đúng rồi. Rồi. Rồi vậy là cô Năm đã đến. Hoặc là cô Năm đưa cho ai? Bởi vì bữa em nghe là cô nói là cô đặt rồi. Chỉ chờ ngày lấy thôi. Ok. Mà cái này là giống như cái kia cái bông màu vàng đó. Không, mà bữa em nghe cô nói thì có khả năng là mấy ngày rồi nên cũng có khả năng là đến. Ơi, có trái chín rồi kìa. Có bông càng chín rồi. Ôi, trái chín rồi đó, đừng đụng, đụng nó thằng nó sắp chín rồng rồi, đụng vô rồng sao? Chín rồi cũng lọc đi, lấy lọc đi. Lấy lọc đặt lọc đi. Ơi, mà mấy cái chung này bữa giờ qua anh tìm không có không? Ủa, hôm qua anh tìm không ra mà sao giờ ra nữa? Mấy cái chung này anh nằm ở chứ đâu có. Sao không biết là bị, tại vì mọi người dọn cắt á, rồi mình chưa có lục hết ra đó. Sợ nó nét cái hồng giấy nó bị ướt. Ờ, vậy luôn hả? Ngọc, anh thấy em đón đúng ba cây nhang này không? Ba cây nhang này là em biết người đã đốt luôn phải không? 6 giờ là 5 giờ mấy? 5 giờ 50, đúng không? Là em đã biết ai đã đốt. Nhớ vô lên chồng ơi. Em nghĩ là có, tại vì cái bông đó là giống cái bông rồi.
không? Đó, đúng rồi. Thì cái cây nhang, ba cái cây nhang cạnh đây nhất là của chú Tiên nha, của ba đây. Chỉ có 8 cây nhang kia là dành cho Lan. Quá buồn luôn. Em đi ra ngoài em lấy đồ vô cúng hả? Ôi, ơi, nhanh nhanh nhanh. Ông ơi. Ông ơi. Ông của chị Đài Loan. Ôi ôi. Đó thì bây giờ thì Tiên cùng với ông xã là chuẩn bị cúng cho cậu Năm nha cả nhà. Mỹ đô nè. Chăm đi không sao đâu. Chúc các anh ở Việt Nam ơi, Việt Nam ở nhà được là nâng cấp. Cứ đợi mấy anh em để nó như chưa. Mình chăm nó chung mà. Cứ tưởng là của nước ngoài. Mỗi quốc gia nó có mệnh giá nó khác như ở phải đi học rất là để còn em chưa mà chị đi ra đó hả? Chưa, em mới tới mà. Mà em cũng mới vừa tới đó. Nay mấy em thấy gì chưa? Anh bằng ông ơi. Áo mới có rổ không anh? À cái áo anh đi chưa đã. Quan trọng là áo này có giặt chưa nè. Chưa hết luôn á. Áo em khác anh khác. Anh mặc cái xe bơi xe hết mà nó chơi cái xe XXL. Anh phải chữa lại á. Sao quen luôn mà mua sao vừa hết luôn vậy? Đó. Quá đẹp luôn. Vậy là anh có duyên. Đó là hên á. Đúng rồi, bỏ 3 triệu đi sửa rồi. Chắc mà anh lấy cái gì bỏ 3 triệu hả? Quên lấy cái nó không á. Đợi anh tí nha để gì anh? À. Sáng về xài buồn luôn rồi trời. Sao là anh lấy thuốc lá ta? Nghe kêu đợi tí. À. Anh lấy mít hả? Chắc mít quá. Đúng rồi. Nên kêu bù rồi chắc mít. Đã lấy cái like rồi. Đó. Chưa. Rồi đứng lên. Chưa, làm dây khô lại cho nó sạch. Thôi bây giờ là mình hai cảnh lao mộ đi. Mình hai cảnh lao mộ. Đây. Gì vậy? Vậy là đây lâu thì nãy đó anh. Trời này có rồi. Đây. Chầu hết cái mệnh giá tiền đó. Mà đây là đặc biệt của hết của gì diêm son đúng không?
Giả gửi tặng em nè. À vậy hả? Giả tặng chứ phải của anh. Em nói rồi. Giả là gửi tặng, nó gửi cho vợ 15 hết. Trời ơi, ơi anh. Thiệt không? Thiệt ngán giả đâu anh? Chị nó ở Sài Gòn á. Rồi thôi. Dạ thôi em cảm ơn chị Kim Ngân rất là nhiều nha. Chúc chị sức khỏe luôn, tại vì em không có nghĩ là em được nhận cái món quà này. Ừ, của anh hả? Dạ. Dạ, dạ. À cái áo xanh ngoài đó. À. Ôi vậy là bữa nay anh Minh mặc đồ mới không à mấy anh ơi? Mới không hả? Áo gió mới ở ngoài kia nữa kìa. Ôi, áo gió là của chị Kim Ngân gửi luôn. Chết luôn. Quá hạnh phúc luôn rồi. Quá ganh tị. Cái hộp dầu mới luôn hả? Ôi gửi tặng cho bà vợ của mình là mến. Gỡ bùa. Anh xong chưa? Ăn mới vô thôi mà. Phải lau cho sạch nè, anh thấy cái gì chưa? Cái gì chưa? Đó. Gì nữa? Bông, bông, bông. Ủa, bông của ai? Nè, bông này của ha, của sáu cả nhà nè. Của sáu cả nhà đó. Năm em có năm này tới đó. Phải không? Cô Năm Hường đi sớm đúng không? Đúng không? Tại vì cô Năm biết, nay biết là mình đi 6 giờ. Cho nên là cô Năm phải đi 4 giờ mới được. Anh em dự đoán vậy đó. Mày dám đốt đèn đây chứ. Mà chắc chắn là cô Năm về trước 5 giờ rưỡi. Tại vì hai chồng em có mặt ở đây là 5 giờ 20 rồi. Nếu mà bình thường mình đi giờ mình biết rồi đúng không? Đúng rồi. Nên mình đi có khả năng con Nam còn ở đây à. Chị ghê anh. Không, có khả năng là con Nam. Con Nam còn ngồi ở đây nè. Chị ghê anh. Thôi rồi. Anh cứ phải đi tìm những cái bí ẩn á. Đi tìm. Ta ở đâu thì chân đâu cũng môi ra luôn. Môi ra. Nói vui nãy giờ của chú về để gì mình ra. Anh đi tìm thiệt kìa. Hôm nay là 22 nhưng bằng cái lắm trời tóc hồng em mãi bồi vương lời của những người đó nghe họ không thể biết dù về nào cho được lời mẹ xưa này là khó lắm. Trong trời ra như có thể thì ngang cùng người biết. Hãy đi lấy cái đồ để cái tấm lót á cô chú anh chị để mình có thể mấy anh em quỳ lại cậu buổi sáng. Nước quá trời.
Nếu làm kinh tham chúa hoàng thương anh thầy thế trang vô bố hòa viên mình phá tâm làm hòa quyết người ca cùng lòng phá tâm. Nhưng người đông phá tâm tay trong má trời thường làm vua cá. Đó, cô chú chị biết rồi. À, của cô Năm á, anh mới tìm cô Năm nè. Anh nghĩ cô Năm ra uống cà phê ở cái trước cái nhà phòng nó có cái đá đó, cái gỗ nó ngủ cà phê nhưng mà không sai, không gì đâu. Không sai hả? Anh liều bây giờ đi kiếm. Cô Năm dẫn. Cô Năm vô cô Năm đốt tiền đó. Cô Năm lòng hả? Chứ còn cô Năm lòng đi lấy đi lấy tiền của đốt tiền. Ai giờ đốt tiền dạng hồn cũng biết. Hoàng là Ông lại vì bữa nay em đi trễ chút á, tại hôm em đi đã có đám tang ở nhà đó nên đi trễ chút, chứ không mà hồi chứ bình thường là qua viên chưa có tắt đèn là em đã đến rồi đó. Dạ. Đây hết chiếc rồi đi. 6:05 mình mới tới. Dạ. Ghé rồi đi ăn thôi. Mấy ông đang quét nhà mấy. Nãy đang quét rồi tụi em vô.
Ở cái này nhìn nó gọn hơn phải không mấy anh? Nhưng mà anh chuyển nhà mới té đây nó chín sụp qua được tự nhiên không nha. Dạ. Ai trong nhà đó? Anh nếu con. Anh không biết. Dạ sáng nay chắc là con em 500 một. Anh chắc là cô 500 luôn. Dạ, con đóng rồi nha. Nó của chị Nhi. Sao xong rồi mới lấy được trái với bộ năm. Xong hả? Nhi, con lắm không? Con lăn đúng không? Còn nhiêu nè, cãi đi. Ủa cãi đi. Chứ người Nhi cũng hay lắp hấp hai con lăn đó, sáng nào cũng vô hấp. Nhi cũng hấp thì cái người lên trước đây coi chừng cô năm hai hấp. Ở đây cũng nhiều người hấp mà. Rồi cái video của Hiện Tiên kết thúc nha cô chú anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn chị Ngân ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều luôn nha. Em cũng nhận được món quà của chị gửi cho anh Duy Minh để đưa em. Đó, thì món quà rất là ý nghĩa luôn. Thì em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống nha chị. Đó thì cái video của Hiện Tiên kết thúc. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Tiên ra những cái video mới nha cô chú anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.